Dạ vâng rồi, em xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em. Vâng, trước mắt các bác đây thì em có một cái mẫu xe đến từ thương hiệu rất là sang trọng đẳng cấp Mercedes-Benz C200, sản xuất 2010 các bác nhé. Đó. Một chiếc xe thì phải nói là đi trong tầm tiền phân khúc C, đi rất chi là đầm, rất chi là chắc, rất chi là sướng luôn. Ngày trước thì rất là nhiều tỷ các bác ạ. 2010 phải bỏ ra xấp xỉ gần 2 tỷ mới sở hữu được chiếc xe này. Thì bây giờ chỉ với hơn 300 triệu thôi, các bác nhà mình đã có một chiếc xe mẹt đi rồi. Con này một chủ từ đầu luôn, chìa khóa một đôi luôn. Em mới mua về các bác, mới xuống lồng luôn. Đó. Con này là máy CGI rồi các bác nhé. Mẹt mà đời 2010 thì nó là một cái đời mà đi khá là ok rồi. Tại vì nó là máy mới rồi các bác. Đời 2008 hất lại thì nó vẫn là những cái phiên bản form, rồi là gương nhất, tất cả mọi cái nó chưa được đẹp lắm. Thì ở phiên bản 2010 thì là đã được nâng cấp rồi. Đấy, từ cái gương và tất cả mọi cái, nhìn cái xe của nó đẹp hơn các bác. Này các bác này, xe của em đang bẩn đấy nhá, nhưng mà nhìn nó vẫn rất là óng ả và đẹp luôn. Đây các bác này, hơn 300 triệu thôi. Thực sự các bác là bây giờ nếu mà cái tầm tiền này thì nó quá là xứng đáng để sở hữu luôn. Nó hết khấu hao rồi các bác nhà mình ạ. Hết khấu hao rồi. Chỉ vừa được đi xe sang mà lại con này chìa khóa một đôi luôn các bác nhé. Các bác đi con này thì nó rất là đầm, chắc, chắc như cục gạch luôn. Trước nó nhiều tiền thì có thể là nhiều bác không dám sở hữu, nhưng mà bây giờ nó cũng khấu hao của nó hết rồi. Nó có hơn 300 triệu thì thực sự các bác thì nó là quá rẻ rồi. Rẻ như cho luôn các bác ạ. Mà cái giá trị sử dụng của nó còn lại rất là nhiều. Xe cũ thì em vẫn luôn chia sẻ với các bác nhà mình rồi, nếu mà gặp người chủ cẩn thận, người chủ giữ gìn thì cái giá trị mình sử dụng thì nó còn nguyên vẹn luôn các bác nhé. Đặc biệt là những chiếc xe sang như thế này thì là những người chủ sở hữu thì đều là cẩn thận các bác ạ. Chứ nó không phải là những cái dòng xe taxi dịch vụ mở phá mà chạy nhiều các bác nhé. Những chiếc xe này thì đa số là cũng chỉ đi chơi thôi, đi loanh quanh, đi chơi bời, đi quan hệ. Thì là cái xe thì người ta cũng gọi không chạy nhiều. Đấy, nên là tất cả mọi cái nó cũng sẽ còn rất là đẹp. Con này thì cái nội thất của nó mới lắm các bác ạ. Nội thất rồi là gầm, tất cả mọi cái còn rất chi là đẹp luôn. Các bác nhìn này, âm thanh thì thôi rồi luôn. Đi thì chắc lịch, không nghe thấy một tiếng gì rung lắc hay gì luôn. Xe của Đức thì bác nào mà đi thì đã từng đi thì đã biết rồi. Xe Đức thì nó rất là chắc, nó thiên về bảo vệ an toàn cho người dùng, chứ không thiên về gọi là sản xuất cái giá thành rẻ. Những chiếc xe của Hàn hay của Nhật thì nó đánh vào cái vì sao nó rẻ, tại vì là cái chất liệu sản xuất ra thì nó không thể nào mà nó bằng những chiếc xe nhiều tiền như này được các bạn. Đấy. Vâng, thì các bác có thể quan sát nhìn thấy đây, cái phần mặt ca lăng này rất là to bản thể thao và đẹp. Vâng, thì cho các bác nhìn mình xem cái phần đèn đây. Đây này, các bác này. Đây cái phần đèn đây, các bác có thể nhìn quan sát chưa? Vẫn còn trong veo các bác nhé. Đấy, 2010. Nhưng mà cái đèn nó vẫn còn trong veo như thế này đây các bác này. Đấy, không khác gì một cái đèn mới đâu ạ. Đó. Và đây, cảm biến xung quanh xe này các bác này. Đấy, cảm biến của nó đây này. Logo này, sáng bóng này. Nhìn cái logo của Mercedes này thôi là đã thấy là nó uy tín rồi. Con này chìa khóa còn một đôi các bác nhà mình nhé. Đây, đèn pha này, các bác thấy này, trong veo này. Đó. Thân vỏ thì không phải nói rồi. Đây, các bác này, nó đang bật nhé các bác nhé. Chắc như lắm cơm luôn. Đấy, toàn tôn mới sắt mới thép thôi. Bảo sao mà nó không chắc, bảo sao mà đi không sướng, không đầm. Một con C200 này nó là cái máy CGI, máy mới nên là rất là tiết kiệm xăng các bác nhà mình nhá. Tiết kiệm cực kỳ luôn, ăn chỉ có 7-8 lít thôi.
một dàn lốp còn đẹp các bác nhé. Dàn lốp còn rất là đẹp luôn. Đây xem chưa dọn rửa gì đâu, vẫn còn bẩn nguyên này các bác này. Đấy. Cái đuôi của nó này rất là mềm và đẹp đúng không các bác? C200 CGI. Con này thì tính năng công nghệ an toàn thì nó là một trời công nghệ rồi. Này các bác có thể nhìn cái bô này, trắng tinh luôn này. Đây nó đang bẩn như các bác nhé. Này cái bô, các bác có thể nhìn cái bô kìa. Đấy xe đang bẩn đấy, nhưng mà chỉ có bụi của bẩn thôi. Đây, các bác nhìn chưa? Con này gầm bẹ rất là đẹp luôn, gầm chắc lịch luôn. Cái này là lắp bình xăng, đợi vào thì ấn vào. Giá rất là hợp lý luôn, có hơn 300 triệu thôi. Các bác nhà mình mà đi Tết con này thì nó là chấm hết luôn. Con này thì chủ cũ rất là cẩn thận luôn. Một đôi chìa khóa còn nguyên zin luôn theo xe. Cho bác nhà mình xem cái nội thất này. Đây, con này nó đòi 2010 thì nó đã cái xi nhan đã xi nhan nét này rồi các bác nhé. Đấy, chứ nó không còn cỏ như là đời 2008. Cửa thì đóng vào chắc, cửa mở ra chắc lịch luôn. Đây các bác nhìn này, các chi tiết này, da còn nguyên zin hết nhé các bác nhé. Da tất cả còn zin hết này. Đấy, cửa này, nhôm xước này, sáng bóng luôn này. Da không khác gì mới luôn này. Loa thì rất là hay luôn, đèn mát này. Rồi các bác nhìn này. Đấy, mới chưa các bác? Có đẹp không ạ? Đây và đặc biệt các bác nhìn cái ghế xe của em thôi, nhìn nó đã phê, đã sướng rồi. Đây các bác nhìn này, các bác nhìn nó sướng chưa? Cái ghế nó đẹp chưa? Ghế khác gì cái ghế mới đâu. Đây là em còn chưa đánh dọn, đây còn chưa đánh gì lên nhé các bác nhé. Bởi cái ghế nó còn vuông, nó đẹp này này các bác này. Đây, đánh thì nó sẽ sạch cái ghế đi, nó sẽ bóng. Ghế con này rất là căng và đẹp luôn. Đây, các bác nhìn này. Táp lô này. Đây, từ cái thảm của nó này, bác nào biết về xe nhìn đây. Thấy nó mới này, các bác thấy chưa? Thảm này, rất là đẹp đúng không ạ? Đây, từ cái nhôm xước của nó này, củ số này. Này, táp ly cánh cửa này. Đây là những cái mà trước mà đây là những cái mà cái dán lên để cái tấm thảm này các bác. Đấy. Loa thì rất là nhiều loa luôn các bác nhé. Đấy, bảo vì sao mà nghe âm thanh mẹp nó rất hay, tại vì loa nó là vòm, xung quanh xe toàn là loa thôi. Quá là đẹp luôn. Vô lăng này, các bác nhìn này. Các bác nhìn đã sướng chưa? Vô lăng zin này. Đấy, nó còn đẹp như này này các bác này. Đấy, vô lăng zin này các bác nhé. Đấy, nó còn đẹp như này đây. Đấy. Ghế lái này các bác này. Đấy, các bác nhìn này. Ghế lái có khác gì cái ghế mới đâu ạ. Ghế lái là cái phần mà hay phải chịu nhiều. Cái sự gọi là... hay phải chịu cái áp lực của người ngồi nhiều. Đấy, nhưng mà lo ghế nó vẫn rất là đẹp các bác nhé. Đây các bác này, rất là mới, rất là mới luôn, đời 2010. Các bác nhìn chưa, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này, đẹp chưa? Đây, ghế zin này. Ghế zin này đẹp chưa các bác? Đây. Đây, vẫn những cái mác, cái tem này. Má ghế này. Tuyệt đẹp luôn.
những cái dòng xe này phải gặp người chủ cẩn thận, người chủ giữ các bác, thì cái giá trị của mình sử dụng nó mới còn nhiều. Đây, ba điểm này. Xe rất là đẹp luôn. Đây. Rất là mới đúng không ạ? Đây, đây cái khuy cửa này. Đây cái ghế của nó này. Đây mấy em mà rửa đi nữa thì nó đẹp lắm. Tất cả nhựa rất là đẹp, một suất đẹp đó nhá. Cái tem cái mác này, ghế này. Em sẽ quay kỹ cái ghế lái để cho các bác nào biết về xe này. Đấy. Chia sẻ với các bác cái ghế lái này để các bác sẽ hiểu được cái xe nó đẹp như nào. Đây, để về nội thất một xe mà nó đẹp này thì rất ít luôn các bác nhé. Tại vì đây, con này của em nó không bị bẹp này. Ghế da zin này nó vẫn còn căng như này này các bác này. Đấy. Đây. Là người chủ mà đi gọi là đi ít mới đi giữ các bác. Nếu mà ngồi nhiều nó sẽ rách, sẽ lát. À, sẽ hỏng hết cái ghế này chứ không còn cái ghế nó đẹp như này đâu các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ghế đẹp chưa? Đai cửa này. Cái phím biết của nó này. Lét căng luôn. Xe rất là đẹp, một đôi chìa khóa còn nguyên zin theo xe luôn các bác nhé. Vô lăng này. Vô lăng zin của nó đây. Nó đẹp như thế này đây các bác ạ. Đấy. Đây em lột ra. Nó đẹp như thế này đây các bác này. Các bác thấy nó sướng chưa? Xe cũ phải gặp được những cái chiếc xe như thế này các bác nhé. Cái giá trị mình sử dụng nó mới còn nhiều. Chứ các bác mua mẹc thì các bác đừng có tiếc rẻ. Đấy, các bác mua mẹc những cái chiếc xe nó chất. Đấy, thì nó cái giá trị của mình sử dụng nó còn lại nhiều các bác. Chứ mua những chiếc xe mà nó kém, các bác cứ mua rẻ hơn 1, 2, 3 chục. Nhưng mà cái chất lượng nó kém thì các bác về các bác cái tiền mà các bác sửa chữa thì nó cũng quá tội, là cái tiền nó cũng quá là cái tiền của các bác bỏ ra mà nó bực của mình. Nhưng các bác mua những chiếc xe mà nó đẹp nó đều thì cái giá trị của các bác sử dụng lại nó còn là nhiều. Đó, ok, đây em sẽ cho các bác nhìn mình xem này. Đây, con này của em nhé, nó rất là đẹp luôn. Từ cái thảm này này. Đây, từ cái thảm của nhà máy này, các bác có thể nhìn này. Nó trắng sáng này. Và nó đẹp như thế này đây này các bác. Đây, cabo nhé, lắp cabo. Nó đẹp này đây các bác này. Thảm không bị võng, không bị mục mọt. Mà sáng choang này. Ốc yếc của nguyên này. Các bác thấy chưa, đẹp chưa. Ốc cabo này. Đẹp chưa các bác. Bình nước phụ này, tem mát này, các bác thấy này, đẹp chưa các bác? Đây, có đẹp không ạ? Cái thanh nhôm này, củ phanh ABS này, đấy, đây nữa này, để cái tem cái mát này, còn nguyên này, đấy. Đây từ cái thảm bên trong này, các bác có thể quan sát này, đúng không? Không bị võng, không bị mục mọt, đấy các bác nhé. Chi tiết này đẹp chưa các bác? Đó, tiếp theo là các bác này, nhôm này. Đây, cho các bác xem ốc này, ốc nguyên zin này, các bác thấy chưa? Đấy, cái xe mẹc nó phải thế các bác ạ. Bê mẹc các bác phải mua xe đẹp chứ đừng có tham rẻ 1, 2, 3 chục. Đây, từ cái con ốc này của em này nó còn nguyên zin này, các bác nhìn thấy chưa? Đó, mua xe cũ phải mua được những chiếc xe như thế này các bác ạ. Đây, ốc này nguyên zin này, đúng các bác, chưa có vết tác động tháo vặn của cờ lê hay ngoại lực, đúng các bác. Đấy, đây nữa này. Đấy, đó các bác thấy chưa. Đấy, đây này, các bác thấy chưa, những con ốc như này của em còn nguyên các bác nhé. Thì các bác cứ yên tâm một điều là máy móc tất cả các cái là con này vẫn còn nguyên, chưa phải làm gioăng hay làm phát gì cả các bác nhé. Đấy,
Ngay từ sâu bên trong con ốc kia các bác nhìn thấy này, nó vẫn còn vuông thành sát cạnh này. Đây em zoom kỹ cho các bác này, các bác thấy chưa? Nó đẹp chưa? Đấy, xe cũ phải như thế các bác ạ. Đấy. Xe rất là tươi và đẹp. Đó. Các bác nhìn cái khoang máy này thôi đã thấy nó sướng rồi. Quá là đã luôn. Ốc nhái này, các bác thấy nó đẹp chưa? Xe cũ phải mua chiếc xe này về sử dụng nó mới còn lại nhiều. Đấy. Này, ốc nhái này, chưa vặn và tháo vặn một con nào này. Đấy. Rồi, ok. Thì vừa rồi em cũng cho các bác nhà mình xem cũng khá là chi tiết chiếc xe Mercedes C200 sản xuất 2010 này. Đấy, thì bác nào yêu thích thì hãy alo cho em 0833 1199 để được rước chiếc xế yêu này về với giá yêu thương các bác nhé. Con này thì đang được em bán với giá là 380 triệu đồng các bác nhà mình nhé, 380 triệu đồng. Bác nào muốn yêu thì hãy alo cho em. Đấy, các bác nhé, giá rất là vừa phải rồi, hết khấu hao rồi, các bác nhà mình có đi chán đi chê cũng không lỗ là bao nhiêu các bác. Đấy, tại vì là trước nó rất là nhiều tiền đúng không ạ, nó gần 2 tỷ bạc mà bây giờ chỉ bỏ ra gần 400 triệu thôi mà sử dụng cái xe mà nội thất vẫn còn như là mới, máy móc còn nguyên zin đẹp. Đấy, thì theo các bác là có xứng đáng không ạ? Quá là xứng đáng đúng không các bác? Đó, vâng, xin chào tạm biệt các bác nhà mình ạ.